Em mang sắc cổ với gái là chắc là cũng kinh nghiệm rồi. Mang sắc cổ. Mang sắc lâu lâu tí tí. Bạn anh cứ hỏi tò mò mà tả không ra được đâu, cho xem thì biết. Cả tôi cũng không được. Nước này vừa đấy ạ. Hơi lạnh. Cái này được không? Tay lên em làm cái động tác này thì nó tay rất là thích. Thank you.
cái văn sa mạc mà thầy hơi bập đấy, cái văn sa mạc cái văn sa mạc hát đấy cái không cần phòng nên đâu. Nói anh như thế nhưng mà như thế thì nó sẽ cái cơ nó không được. Anh thích như này, thích như này cho cái da mặt nó được tác động tốt. Xếp anh như mấy lần mà chưa cắt tóc thì phải gội đầu thì hay gội đầu thì cứ tối về là thỉnh thoảng gội đầu đây là thư giãn hẳn, rồi được massage được thư giãn tự nhiên về ngủ sửa cũng nhẹ nhàng sướng. Mấy quán mình mở đến mấy giờ? Nhà em mở đến hết 8:40. Là thế. Là anh bảo vệ bảo là sắp đóng cửa rồi. Anh hay gội đầu không kiêng? Anh hay ngồi đầu thông tin, hôm nay tình cờ đi qua đây thì đấy, để có quán thì đã vào, mà nếu mà tính chơi chung ở Hà Nội thì anh ngồi đầu đây cũng được. Nhà anh có ở bên gần đây đấy. Đấy, anh ở ngay thông tin này. Hôm nay có thể đi qua đây. Thank you.
được ta hàng bột không? Có. Rửa tay khéo nhỉ, mấy bạn trước cũng rửa tay nhưng không làm được nhé. Mấy bạn chỉ ít bỏ được ngoài ra, em rửa tay từ ngoài vào trong mà không bị tay anh không bị ù cái gì mới tốt đấy. Em làm đây lâu chưa? Em làm đây được 2 tiếng. Làm đây là họ tính công theo lương tháng hay là theo? Có cả lương cứng theo tháng và cả lương phục vụ sản phẩm trên đầu người. Trên phần trăm. Dung là bao nhiêu xin để bắt đầu phủ? Phổ biến anh thấy trong Nam còn làm nhiều hơn nữa thầy. Quảng cáo trên Facebook ấy. Yeah. Trong Nam thì nó phát triển hơn. Ở đây quy định tuổi không? Chắc toàn bạn trẻ nhé. Nói chung là ở đây thì cứ bất kể ai có nhu cầu cũng tới được hết. Các lượng khách, hầu như các lượng khách ở bên em thì cũng xem tầm. Không ấy, bảo các bạn nhân viên, thấy toàn trẻ. Các bạn em á? Vâng. Các em thì có người đang lớn tuổi nhất ở đây thì là sinh năm 17.
còn đấy là một anh stylist sinh năm 17, còn stylist còn bọn nhân viên thì em là lớn tuổi nhất là sinh năm 94 còn tương đối trẻ. Còn các bạn trẻ hơn 2000 cũng có. Em là sinh năm bao nhiêu? Em là 97 ạ. Như vậy năm nay là 25 ạ. 25 ở thấy chồng chưa? Con gái bây giờ 25 hay lấy chưa lấy chồng bình thường. Vâng. Bọn em vẫn cứ tưởng cố chưa. Năm nay một năm chứng tỏ trước là làm nghề. Nhưng em làm cái này thử. Trước là em cũng làm các thời lấy chứ, nhưng mà em làm ở quê. Bây giờ em xuống cái này thì mà đâu. Đợi em ốp xứ người nghề của anh ngồi nhiều. Đây là văn phòng chỉ ngồi máy tính thôi. Thích quá sẵn. Máy tính nhiều thì đúng gọi ở đây thì nói chung là mấy nửa năm nay thôi, à cũng chưa được nửa năm đâu, mới chính xác là từ sau cái đợt dịch mà sao Ba Sai mở lại thì cuối năm thì 4-5 tháng khoảng tháng 9 rồi là tầm 10 là, vâng, tháng 9 tháng 10 là bọn em đã được. Bây giờ mới tháng 3 à, bây giờ mới tháng ba thì mới được 4-5 tháng. Ba Mươi Sai có lâu chưa? Có cái này có mấy phải đến 6-7 năm nay rồi. Anh chính bạn rủ đi mới thích. Bây giờ đấy thì toàn vào nghỉ hay là lấy hẳn thì mới rủ nhau đi cùng. Còn đi vào về riêng này thì vẫn vào lấy gội giá nó cũng phải chắc mới. Và được thoải sảng khoái. Tóc khăn lên mắt các bạn xì nước không, cái lúc đấy là về sau cùng ạ. Cái nước đấy là về sau cùng. Thank you.
động dây thần kinh, mình là sảng khoái rồi. Đó một thư giãn này. Đúng kiểu là mình massage ở đây thì các cái mạch máu ấy ạ, nó cũng sẽ được co bóp và nó kiểu thay vì cái bản thân của nó đang co bóp rồi, thì mình cũng sẽ kiểu như là đang tác động giúp nó ấy, co bóp dễ hơn và lưu thông hơn. Có bóp hết bài là xong, nhưng sao giờ còn quy định thời gian? Nó cũng có quy định thời gian đấy ạ. Thì trong cái khoảng thời gian đấy thì các bài của em sẽ là thời gian tiêu chuẩn. Kiểu trong khoảng thời gian đấy thì các động tác và quy trình nó sẽ là quy trình chuẩn luôn. Tôi thì các bạn còn đang ngô ngoài dài. Okay.